Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp phía Tây, khu vực các tỉnh thành phố Trung Du, vùng từ Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang trở xuống vùng đồng bằng sẽ là những nơi xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ. Thủ đô Hà Nội, Hòa Bình là những nơi có mức nhiệt cao nhất miền Bắc, ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ cận mức 37 độ. Với các tỉnh vùng núi phía Bắc, trong ngày hôm nay trời nắng nhưng không mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 33 đến 34 độ, trời oi bức. Hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng trên diện rộng ở Trung Bộ, thậm chí cường độ nóng còn có xu hướng gia tăng hơn, tỷ lệ thuận với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng và hiệu ứng gió phơn. Trong ngày hôm nay, suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Trong đó, khu vực vùng núi phía Tây, các điểm như Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà, Nam Đông và cả Ba Tơ vẫn là những nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 38 đến 39 độ. Với các tỉnh thành phố còn lại của miền Trung, khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của gió phơn và thấp nóng nên hôm nay vẫn chưa xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ổn định ở mức từ 33 đến 34 độ. Gió Tây Nam hoạt động chỉ với cường độ trung bình, vì thế lúc này Tây Nguyên và Nam Bộ không nơi nào còn có mưa, thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Khoảng thời gian từ giờ đến 13-14 giờ chiều, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì được thời tiết nắng ráo. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, phổ biến mức nhiệt từ 32 đến 33 độ. Chiều và tối nay, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông nhiều nơi. Cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa đều có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 4 đến cấp 5, mưa dông ở mức rải rác, tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.